Hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh chị, tất cả quý vị khán giả nha. Hiện tại thì mình đang ở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết ha. Ngay tại phía trước mặt của mình, đó là nút giao của quốc lộ 28 đi thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận ha. Thì hôm nay thì mình có dịp đi từ miền Tây, đi từ thành phố Hồ Chí Minh, đi ra Phan Thiết, Bình Thuận, rồi sau đó là sẽ đi thẳng tới Nha Trang luôn ha. Thì hiện tại là quốc lộ 28 này nếu mà rẽ phải là mình sẽ đi vào Phan Thiết, thành phố Phan Thiết thì khoảng chừng 20 cây số nữa thôi là sẽ tới thành phố biển Phan Thiết ha. Mà hôm nay thì trong video này thì mình sẽ review chi tiết về cái tuyến cao tốc đi Nha Trang ha. Thì mình sẽ đi tiếp tục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, rồi sau đó là sẽ nhập vô cái tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm ha. Thì không biết là cái đường ở đây như thế nào, cái tuyến cao tốc mới này như thế nào, rồi tốc độ cho phép là bao nhiêu, rồi đường có bao nhiêu làn đường. Ở đây mình chưa giờ được đi Khánh Thành, tới giờ cũng lâu rồi nên mình không có được đi, nên là hôm nay mình có dịp đi nên là cũng quay một cái video chi tiết cho cả nhà mình xem ha. Do là ở đây là đa số là đường đồi núi đất đỏ không à, rất là cứng, cái nền đất rất là cứng, và ở đây là không có sông suối nhiều, không có kênh gạch nhiều giống ở miền Tây, nên là đất ở đây rất là cứng, nên là đường này kia là rất là bằng phẳng, ok lắm cả nhà. Rồi cả nhà mình xem nè, phía trước mặt đó là nút giao quốc lộ 28 Phan Thiết ha. Rồi quẹo phải là vô ở đây thì có một cái đường đang thi công ha. Cái đường này thì cũng nhỏ thôi, nên là anh em đi vô cái thành phố Bình Thuận Phan Thiết thì tốc độ 50 thôi ha, chạy từ từ thôi nha. Đó. Rồi mình đi Nha Trang là mình đi thẳng, tiếp tục nhập làn đi thẳng luôn ha. Ok, mình sẽ có một cái bảng chỉ dẫn, đó là tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông Vĩnh Hảo Phan Thiết, tốc độ là 80 km/h và tốc độ tối thiểu là 60 ha. Ở đây thì có 4 làn đường, mỗi bên thì mình có 2 làn ha. Rồi tiếp tục ở đây là mình sẽ có một cái bảng Đại Ninh là 30 km, Chợ Lầu là 45 km ha. Thì mình thấy là cái tuyến cao tốc này là cũng giống như cái tuyến cao tốc Mỹ Thuận, Trung Lương Mỹ Thuận cái nhà ơi. Thì có 4 làn đường, giai đoạn 1 là 4 làn ha. Còn giai đoạn hoàn chỉnh là có 6 làn đường và tốc độ thiết kế là sẽ cao hơn ha. Bây giờ 4 làn thì mình chạy được 80 thôi. Mà hai bên đường thì mình thấy là trồng lúa ha. Hiện tại đây mình thấy trồng thanh long nè, rồi trồng lúa, rồi núi non này kia, thấy bạc ngàn luôn ha. Rất là đẹp. Rồi, cả nhà mình xem nè. Đường chạy im ru rồi cả nhà. Thành phố Nha Trang. Ok, bắt đầu. Đây thì mình cái thời gian di chuyển của mình là có 230 cây số rồi ha. Đó. Rồi. Thời gian di chuyển của mình là khoảng 4 tiếng. Rồi, mọi người xem phía trước nè. Đường có làn dừng khẩn cấp ha. Đó, đây có một làn dừng khẩn cấp. Mình cả nhà mình lưu ý ngay tại vị trí này thì chưa có làm những cái trạm dừng chân, những cái trạm dừng nghỉ, nên là cả nhà mình nhớ chuẩn bị thức ăn nè, nước uống và đổ đầy bình xăng trước khi ha, trước khi vào cao tốc. Khi có cái cao tốc này thì bà con của mình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang mất khoảng 5 đến 6 tiếng thôi cả nhà ơi. Từ thành phố Hồ Chí Minh vào ha, khoảng 5 tiếng thôi. Thì mọi người cũng hay nói vui là đi từ thành phố Hồ Chí Minh sáng là uống cà phê ở Phan Thiết, rồi trưa là mình ăn bún cá ở Nha Trang, rồi chiều là mình quay về ăn cơm với gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh là vẫn kịp trong ngày luôn nha. Cái đường xá giờ cao tốc mình đi rất là khỏe luôn. Nè mọi người xem nè, cái bản đồ chỉ
À, bây giờ là còn khoảng 229 km thôi. Thời gian di chuyển của mình là 3 tiếng 37 phút nha. À. Núi non đồi núi à. Thấy không? Quá đã luôn. Thì mình tới Nha Trang là như là mình cũng phải trải qua hai cái cao tốc thì phải. Một là cái cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết mà Nha Trang Cam Lâm ha. Hôm nay thì mình có dịp mình trải nghiệm thử, mình quay từ đầu tới cuối, quay review chi tiết luôn cho cả nhà mình xem. Nó chạy tí xíu thôi là có cái chỗ cái giải dừng khẩn cấp là cả nhà. Mình mới qua thôi, bắt đầu chút xíu nữa thôi là sẽ có tiếp tục giải dừng khẩn cấp ha. Xem ở phía bên trong còn có những cái dải phân cách ha, cái dải cái chỗ mà cái rào trắng đó, thì sau này là sẽ mở rộng giai đoạn 2 của tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết này là thành 6 làn xe ha. Đó, cái dải phân cách đó sau này là sẽ mở rộng ra tiếp tục ha, giai đoạn đầu giai đoạn 4 làn xe thôi, sau này là thành 6 làn xe, lúc đó là bà con của mình chạy thoải mái luôn. Núi không kìa. Đó, bắt đầu là mình sẽ bắt cái con đường xuyên núi luôn ha. Mà công nhận hay thiệt cả nhà ơi. Khoan cái núi luôn. Công nhận ở đây ra thành phố biển rồi, ra Bình Thuận rồi là núi non chập trùng luôn. Mà biển ở đây Bình Thuận với biển Nha Trang rất là đẹp luôn nha. Đẹp hơn, mình thấy là đẹp hơn ở Vũng Tàu luôn. Xem phía trước mặt kìa, hai cái đồi núi. Khi mà khoan qua rồi thì mình thấy là có những cái lưới B40 bao bọc lại không cho sạt lở. Nó trên núi nó sạt lở xuống á. Đá này kia nó rơi xuống á, không có ha. Thì thành bao bọc lại hết luôn. Rất là an toàn. Mình thấy không? Máy móc và thiết bị thi công ở đây cũng còn rất là nhiều nha. Như là có biết là có nhà dân hay không, nhưng mà mình thấy là có những cái gạo trắng quá trời quá đất luôn à. Trời ơi, đây nè cả nhà ơi, đang chuẩn bị đang ghim cái gì quá trời luôn à. Nói chung là bao lại hết, không có cho đất đá đồ rơi xuống ha. Những cái con kênh, những cái con suối nhỏ bắt qua bắt cái cầu qua, nhưng mà mình chạy ở trên cầu là nó cũng giống như ở trên đường bình thường nè, rất là bằng thẳng luôn. Do là cầu ở đây thì không có tàu thuyền này kia không có lưu thông, nên là nhiều khi không có cái vòm lên ha, không có cái đường cái dốc đi lên, cứ bằng thẳng luôn. Còn ở miền Tây của mình ghe tàu này kia đi rất là nhiều, nên là mình phải bắt cái cầu có một cái khoảng không thông thuyền, nên là có một cái dốc đi lên rồi đi xuống nữa, nên là cao tốc thì khi mà mình chạy thì có dốc lên dốc xuống nên không có im như ở đây. Đây thì nãy chạy cái cao tốc Dầu Dây Phan Thiết 120 km/h đã lắm cái nhà ơi, im ru à. Còn cái cao tốc này chỉ 80 thôi ha. Chạy chút xíu thôi là có tiếp tục là có giải dừng khẩn cấp tiếp tục nè. Ở đây thì không có cây xăng nữa nhờ ơi, chưa có cây xăng ha, chưa có cái chỗ mà dừng nghỉ, những cái trạm dừng chân thì chưa có, nên là các anh em tài xế cũng như là gia đình có xe đi du lịch trên những cái tuyến cao tốc này đặc biệt là phải chuẩn bị đồ ăn sẵn, những thức ăn nhanh ở trên xe khi mà đói bụng hay là khát nước gì nữa mình ăn liền luôn ha. Thì mình chạy khoảng 50 cây số rồi, thì bây giờ còn khoảng 100 mấy chục cây số nữa thôi là sẽ tới thành phố biển Nha Trang nha. Mà trên cái đoạn đường này thì mình thấy cảnh đẹp quá trời luôn, nên là quay lại cho cả nhà mình xem nè cô chú anh chị. Mọi người xem là hai bên là núi non này kia ha, chập trùng luôn, rất là đẹp.
cái đường cao tốc ở ngoài đây là chạy im ru luôn cả nhà ơi. Sẽ qua cái núi luôn, nhưng mà hai bên núi thì có lưới B40 rồi tất cả những cái thiết bị này kia bao núi lại luôn, không có cho nó lở xuống nha. Đó, rất là hay luôn. Mà hình như là cái núi này khi mà xẻ ra rồi hình như là lấy đá này là nghiền rồi làm đường luôn đó cô chú anh chị. Đó, mình đoán là như vậy nha. Hình như là lấy cái nghiền luôn, có hình như là lúc mà xẻ xong là lấy cái này là nghiền liền luôn rồi bắt đầu là đổ ra đường luôn. Nên là đường mình thấy ngoài đây là rất là cứng cáp luôn, do cái nền đất ở đây cũng cứng lắm cả nhà. Đất đỏ rồi đất núi mà cứng lắm. Đó rồi, sớm giờ là mình ở trên, toàn ở trên đỉnh núi không à. Bây giờ bắt đầu là mình xuống nè. Đó, bắt đầu là xuống núi nè. Rồi bắt đầu là tiếp tục lên thêm một cái con, một cái đỉnh núi nữa nha. Đó. Mà công nhận cao tốc ở ngoài đây là coi như là không chê gì đâu được nha. Chạy im ru. Mà chỉ tiếc một cái là đường nó hơi nhỏ thôi. Nó chơi động hoàn chỉnh là chắc là sẽ chạy im hơn rất là nhiều. Tốc độ lúc đó là 120. Hiện tại là bây giờ mới có 80 thôi. Chạy chưa có đã như ở cao tốc Long Thành Dầu Dây. Một cái lối ra của huyện Tuy Phong, quốc lộ 1 rồi đi Vĩnh Hảo 1 km nữa ha. Tuy Phong nè. Chưa có thông cả nhà ơi, chưa có thông suốt hết ha. Chỗ này thì chưa có quẹo được nên là mọi người ra hướng Tuy Phong quốc lộ 1A ha. Ngay chỗ này có cái chỗ gạo nè, đang thi công tiếp tục cao tốc Bắc Nam, sau này là đi thẳng xuyên suốt luôn, một mạch là về tới Hà Nội luôn ha. Rồi ngay cái đoạn này là mình rẽ về hướng Tuy Phong để mình chạy coi tới đâu ha. Vô đây thì chỉ có một làn đường thôi, tất cả các cô chú anh chị cứ nhẹ chân ga thôi nha. Tới đây thì đồi núi quá trời đồi núi rồi. Rồi qua đây thì sẽ có một cái cầu vượt đi ngược lên, là chắc là đi lên thị xã thị trấn gì à. Người ta vị trí này thì có một cái nút giao ở đây thì chắc sau này đặt cái trạm thu phí ở đây ha. Hướng ngược lại là đi cao tốc Vĩnh Hảo nhưng mà chưa có đi được cả nhà ơi, chưa có đi được. Trên bản đồ thì mình thấy là vẫn là để cao tốc 01 nha. Đây mọi người xem trên cái bản đồ này, vẫn để là cao tốc 01 này, nhánh A1 nè. Đó, bắt đầu là mình xíu này sẽ có một lối rẽ nè, nhập về hướng Vĩnh Hảo lại nè. Ngay cái đoạn đó thì chưa thông suốt. Đây mình chạy từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây toàn là đi cao tốc không mà không có chạm dừng nghỉ cả nhà ơi. Chưa có chạm dừng nghỉ luôn nên là mình chạy mấy trăm cây số rồi mà mình chưa có dừng lại được luôn, mình chạy tiếp tục. Ok, lần đầu tiên mình đi mà mình là nên là nhiều khi cũng chưa có rành đường lắm nên là đi theo chị Google. Mà ở trên tuyến đường cao tốc đi Nha Trang này á, thì chị Google cũng chưa có rành đường nữa cô chú anh chị, nên là có một số đoạn đường á là chưa có hiện trên bản đồ nha. Đó, nên là cứ đi chỗ nào mình không biết á thì mình dừng lại mình hỏi. Đó, chỗ nào mà bản đồ nó không chỉ thì mình dừng lại mình hỏi nha. Đó, mình thấy ở đây là bà con của mình trồng trọt cái gì nè quá trời luôn, mà có xe cuốc xe cẩu thì cũng đang móc đường làm lộ tiếp tục này ha. Rồi ngay tại vị trí này thì sẽ có một cái biển tốc độ là 60. Rồi đi Ninh Thuận, Nha
Trang đó, quẹo trái, còn đi Phan Thiết ngược lại thì mọi người quẹo phải ha. Rồi bây giờ mình quẹo qua hướng Ninh Thuận nha. Ôi đường ở đây nhìn thấy đường im ru à, chạy đã lắm đó nha ơi, không có ổ gà gì trơn nha. Nó là chuẩn cái cao tốc loại A luôn rồi. Rồi, đến cái khúc này thì quý vị khán giả cứ chạy từ từ thôi nha. Đó, đây là có cái bảng chỉ dẫn nè. Chỗ này thì có xe máy vô được. Xe ba gác, xe đạp, xe máy rồi kia vô được luôn. Đó thì cái km hiện tại thì bây giờ đang còn 156 km nữa ha là sẽ tới Nha Trang. Đó, thì mình di chuyển khoảng hơn 2 tiếng nữa thôi là tới Nha Trang, tới thành phố biển Nha Trang. Đó, hết tốc độ 60 rồi nè, thì mình chạy được 80. Bây giờ mình đang đi trên quốc lộ 1A ha, đi xuyên qua núi luôn. Và bây giờ mình đang đi cập bờ biển ha. Phải nói là biển Nha Trang ở đây rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Xanh ngắt luôn ha. Trời ơi, quá trời quá đất. Biển ở đây là đẹp hơn biển Vũng Tàu rất là nhiều. Và mình thấy rất là sạch. Nãy là có một số đoạn là ngay mấy cái resort, mấy cái nhà hàng á, thì cũng có rất là nhiều xe ghé vào để nghỉ ngơi, ăn uống ha. Biển đẹp lắm, nên mọi người xem ở bên kia kìa. Chút xíu đó thôi là mình sẽ tới cái ngã ba ha, ngay cái chỗ bờ biển á, đẹp lắm nha. Đây mọi người xem bản trên bản đồ nè. Tuyến quốc lộ 1A là đi ngang dọc theo cái bờ biển nè. Đó, chút xíu ngay tại vị trí này là mọi người sẽ thấy biển xanh ngắt luôn. Đây còn khoảng 140, khoảng trăm hơn 140 nữa rồi mình tới Nha Trang rồi ha. Rồi đó mọi người xem nè. Biển quá đẹp luôn. Ôi những cái bãi đá nè, coi như mình xem nè. Ôi xanh ngắt luôn nha. Đá đen, đây kêu bằng chỗ mà trên bản đồ gọi là đá đen ha. Đá đen. Ôi mọi người xem, một bên biển là một bên núi, quá đã luôn. Rồi núi. Rồi bây giờ mình đi xuống nha. Nãy giờ mình đi lên trên núi, bây giờ mình thả dốc xuống nè. Tiếp tục sẽ gặp một cái eo biển nữa. Đó. Rồi bây giờ mình đã tới địa phận của Ninh Thuận nha. Đây thì khu vực biên giới biển. Có đầu vô thì có những cái buôn bán này kia, hay quán ăn, nhà hàng, khách sạn, phải nói là rất là đẹp. Đó. Đây là đặc sản là cơm niêu nha cả nhà ơi. Đi chút xíu thôi là thấy cơm niêu quá trời quá đất. Ai ai cũng bán hải sản tươi sống rồi cơm niêu. Đó, người xem nè. Quá trời đẹp luôn. Đây, đây, đây. Hải sản bắt tại hồ luôn. Cơm Việt Nam, hải sản cà ná. Ôi, bãi tắm nè. Nhà hàng cà ná. Ôi, mình đã tới cà ná rồi mọi người ơi. Phải công nhận trên đường đi Nha Trang là biển xuất sắc. Tiếp tục nha, còn không tới 140 cây số nữa thôi là mình sẽ tới thành phố biển Nha Trang. Thì cái thời gian di chuyển của mình chắc khoảng hơn 2 tiếng nữa ha. Xem núi nè, quá đẹp. Bây giờ mình tới một cái trạm thu phí của Cà Ná thì phải.
nhà ơi nè, trạm thu phí Cà Ná nè. Phía sau thì mình thấy là phải nói là điện gió rất là đẹp luôn nha. Trời ơi, quá trời cái cánh điện gió rồi. Này là phải tính cái 100 tấn nè, cái cánh của nó rất là nặng, đó, mình thấy khổng lồ luôn. Rồi giờ sớm giờ tốn có 78.000 thôi là cái tiền tiền phí. Rồi bây giờ để tới đây coi nhiều nha. 78 cái đoạn dầu dây của đi vô Phan Thiết 78.000. Rồi đây Cà Ná 35.000 nha. Rồi để mình cộng lại để từ thành phố Hồ Chí Minh mà vô Nha Trang coi bao nhiêu tiền phí nha. Cộng từ đầu tới cuối luôn cho cả nhà mình xem. Đây là có một cái bảng ghi cái địa điểm là ở Huế là mình đi là 770 cây nữa nha. Còn từ đây mà tới Hà Nội thì khoảng 1.200 km nữa là tới Hà Nội. Ở trong miền Tây của mình là chỉ có ở Trà Vinh và ở Bạc Liêu là có điện gió thôi. Còn ở đây thì Bình Thuận nè, gần biển nên là điện gió rất là lắp đặt cũng dễ dàng. Và ở đây gió cũng nhiều cả nhà ơi. Còn trong miền Tây của mình thì có ở Bạc Liêu có biển và ở Trà Vinh có biển, nên là ở hai nơi đó thì có điện gió thôi. Ở Cần Thơ thì không có, Vĩnh Long cũng không có luôn. Mà bên đây mình thấy là điện gió lắp từ bên đây mà qua tới bên đây luôn nha. Chắc cỡ mấy chục à, mấy chục cây điện gió mà mình thấy quay kìa, nó quay quá trời luôn. Khoảng chừng 25 km nữa là mình sẽ đi vào đường quốc lộ 27B ha. Rồi sau đó là mình sẽ nhập với tuyến cao tốc Cam Lâm Nha Trang. À, không biết là cái tuyến cao tốc đó như thế nào, cũng tò mò quá trời. Cả nhà mình nhớ xem hết video của mình để mà xem cái tuyến cao tốc đi đến Nha Trang cao tốc đó nó im không nha. Mà được phải nói là mọi người khen rất là nhiều luôn. Kể cả những du khách ở nước ngoài về mà đi du lịch ở Nha Trang mà có đi ngang cái tuyến cao tốc đó rồi, mọi người cũng khen rất là nhiều. Đó, để mình đi thử coi như thế nào. Đó. Ngay chỗ này là gần với cái tuyến cái chỗ mà cái điện gió à. Dữ cả nhà ơi. Trời ơi, càng lại gần thấy nó to quá trời luôn nè. Nè, cái biển Nha Trang là 129 cây nữa nha. Di chuyển khoảng hơn 2 giờ một tí, 2 tiếng nữa thôi là sẽ tới Nha Trang. Ôi. Đi xuyên qua một cái cánh đồng điện gió luôn. Xem video này của mình là cả nhà mình vừa trải nghiệm được cái tuyến cao tốc mới nè, rồi đường đi đến Nha Trang cũng như là những cái cảnh đẹp ven đường luôn. Cả nhà mình du lịch qua màn ảnh nhỏ luôn nha, xem cảnh đẹp của Ninh Thuận, trời ơi, Nha Trang. Ở đây thì mình thấy là bà con của mình cũng có nuôi cừu nữa ha, nuôi cừu lấy lông. Mà thường là ở những nơi đồi núi, đất cát này kia thì mình nuôi cừu mới được. Chứ ở miền Tây của mình đất bùn không à, mình nuôi cừu thì lấy lông, lông nó bẩn, nó không có được trắng như ở đây. Mình đi tới Cà Ná thì cũng gần tới Phan Rang rồi cả nhà ơi. Còn khoảng 24-25 cây nữa thôi là tới Phan Rang rồi. Sau khi mình chạy theo quốc lộ 1A khoảng mấy chục cây số thì bây giờ mình tới cái trạm thu phí ha. Thì bây giờ cái trạm thu phí này cách thành phố Nha Trang 65 cây số nữa ha. Thì sau khi mà qua trạm thu phí rồi thì mình sẽ đi vào quốc lộ 27B ha. Không biết là trạm thu phí này bao nhiêu tiền đây. Hồi nãy là mình cộng hai trạm là đã 113.000 rồi. Thì để coi trạm này bao nhiêu ha, mình cộng tới Nha Trang luôn cho cả nhà mình xem bao nhiêu tiền ha. Đây thì cũng thu phí không dừng ETC ha. Đây là 35.000 nha cả nhà ơi. À, cái phí mình đi từ Sài Gòn vào hiện tại là tới cái trạm này là đã 148.000 rồi. À, ngay tại vị trí này thì cả nhà mình cứ chạy từ từ ha.
thì từ thôi là sẽ thấy một cái con đường quốc lộ 27B, nó sẽ chỉ qua cái tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm ha. Thôi tốc độ ở đây là 60 km/h, nếu mà mọi người đi cao tốc thì quẹo trái, còn đi thẳng là vẫn đi quốc lộ 1A dẫn tới Nha Trang được, nhưng mà mình để rút ngắn thời gian là mình đi tuyến Nha Trang Cam Lâm ha. Ok, đây chạy tới qua cái bảng này chút xíu nữa thôi thì sẽ gặp quốc lộ 27B à, có cái bảng nè mọi người xem bên tay trái nha, đây đây cái bảng này đó, quốc lộ 27B nha. Rồi bây giờ mình rẽ vào, xe quá trời cả nhà ơi. Ở đây là có những bản số của tỉnh Đồng Tháp nè, Sài Gòn nè, rồi nãy có biển của nhà Cà Mau nữa, mình cũng đi Nha Trang, cũng đi vô cái tuyến cao tốc này rất là nhiều. Rồi mình quẹo trái nha, này biển Hà Nội nè. Cái đường này hơi nhỏ cả nhà ơi, còn nó hơi nhỏ. Đó, quẹo qua ở đây bán trái cây rất là nhiều. Đường này thì còn hơi nhỏ nên là cả nhà mình cứ chạy từ từ thôi ha, lưu ý là quốc lộ 27B ha, chạy vô. Ở đây đường nó hơi nhỏ nên là có đường ra và đường vô của xe rất là đông ha. Đây hình như là cái đường ray xe lửa nữa hay gì nè. Đó. Nè, đường ray xe lửa ha, đưa đi Nha Trang. Từ Sài Gòn qua Nha Trang đường ray xe lửa luôn. Bây giờ mình chạy một tí xíu nữa thôi, khoảng một cây số nữa là mình sẽ nhập vào cao tốc Nha Trang Cam Lâm nha. Mà nãy giờ mình đi cái tuyến quốc lộ 1A đó cả nhà, mình thấy là cái đường cũng êm lắm nha. Rồi hai bên thì điện gió, rồi đường ven biển chạy cảnh đẹp lắm. Ở trong này thì mình thấy là bà con cũng buôn bán trái cây nè, rồi quán ăn, rồi cà phê giải khát, rồi giống như là một cái trạm, mấy cái chỗ mà quán cà phê giỏng rồi này kia nằm nghỉ ở đây á, thì mình thấy cũng nhiều quán lắm nha. Rồi tiếp tục quốc lộ 27B, mình cái thời gian dự kiến nè, mọi người xem trên cái bản đồ này ha, cái thời gian dự kiến đến thành phố Nha Trang là 1 giờ ha, 12 giờ 59 nè, là 1 giờ thì còn khoảng 670 cây nữa là sẽ tới Nha Trang ha. Rồi, ngay tại vị trí này là sẽ có một cái đường dẫn, một cái nút giao ha. Nếu mà đi Nha Trang Cam Lâm thì mình quẹo phải, còn đi Lâm Đồng ha thì quốc lộ 27B là mình chạy thẳng là đi Lâm Đồng. Rồi, bây giờ mình quẹo phải vào này ha. Ồ, ngay tại vị trí này thì cái đường mới làm. Ồ. Đây có bảng cấm xe ba gác nè, xe hai bánh, xe thô sơ, xe kéo, xe đạp và cấm người đi bộ luôn ha. Ồ, quá đẹp cả nhà ơi. Thì đây đang làm cái trạm thu phí thì phải nè, đó, đang làm một cái nút giao, hình như là đây là một cái trạm thu phí mà mình thấy có hai bên đưa ra nè, nhưng mà chưa có thu phí ha. Rồi nếu mà mình đi thành phố Hồ Chí Minh á thì mình đi thẳng ha, đi thẳng về thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà hình như là cái đường đang thi công, chắc mình chưa có đi được. Bây giờ mình thấy có cái bảng gào lại rồi, ồ mình thấy lan can ở đây sơn màu trắng này kia ha, liền lạc luôn ha, quá đã. Nút giao Trung Bét. Rồi bây giờ mình quẹo về hướng đi Hà Nội ha, tiếp tục quẹo phải nha. Rồi ở đây là chỉ vừa một làn xe của mình
một chiều thôi, nên là mọi người ngay cái đường này á, là lưu ý ha, chạy cứ từ từ thôi ha. Rồi ngay cái nút giao này thì mình thấy là đang thi công nè, nên là máy móc thiết bị ở đây quá trời quá đất luôn cả nhà ơi. Và phía xa xa bên kia là một cái ngọn núi rất là to, và phía bên dưới chân núi thì đang có những cái điện năng lượng mặt trời dày đặc phía bên dưới luôn ha. Quá trời quá đất luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nhập làn với tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm ha. Rồi rồi các bạn nhập làn kìa. Rồi xi nhanh phải, xi nhanh trái nhập làn ha. Rồi ở đây thì tốc độ là 80 km/h và tốc độ tối thiểu là 60 km/h ha. Mà mình thấy đường ở đây thì to cả nhà ơi, đường này to hơn cái đường tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hồi nãy ha. Hồi nãy là chỉ có hai làn đường thôi, nhưng mà cái tuyến cao tốc này mình thấy là tới ba làn đường, mà cái đường rất là rộng luôn nha. Wow. Thênh thang luôn cả nhà ơi. Đó. 4 làn đường luôn chứ. À 3 làn đường. 3 làn đường xe cơ giới và một làn ở bên trong là làn đi khẩn cấp của xe cấp cứu. Đó, xe cứu hỏa đâu này kia đó, khẩn cấp thì đi bên trong, còn đây là 3 làn đường. Ôi, quá dữ cả nhà ơi. Vậy là hai bên là 8 làn đường ha. Tiếp tục mình sẽ đi vào một cái đường hầm làm được làm ở dưới ngọn núi luôn ha. Trời ơi khúc này dữ nè cả nhà ơi, chạy im ru luôn ha. Rồi chui vào đường hầm nha. Giống chở hầm Thủ Thiêm ở Sài Gòn này của chú anh chị. Nhưng mà đặc biệt ở đây là làm cái kia là làm dưới một cái sông luôn, còn đây là làm ở dưới đường chân núi ha, dưới núi. Đây là mình không được bắp cầu này ha, cấm người đi bộ nè. Rồi không cấm vượt luôn ha. Rồi vô đây rồi cả nhà mình nhớ bật đèn chiếu gần ha. Ồ đẹp quá cả nhà ơi. Nè cái núi nè. Ôi ôi, hầm dưới núi mà cái đường 3 làn đường luôn nha. Bên kia là cũng là một cái đường hầm luôn, cũng 3 làn đường luôn, mà trong đây rộng hơn thang luôn. Ôi đúng là chạy sướng thiệt cả nhà ơi. Sau này mà cái tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết mà thông xe luôn với cái tuyến cao tốc này là bà con của mình đi còn đã nữa ha, đi thời gian rút ngắn hơn rất là nhiều, khỏi vòng qua quốc lộ 1A đi thẳng luôn là cao tốc nối tiếp nhau luôn ha. Ok rồi bây giờ bắt đầu là mình ra khỏi cái đường hầm này ha. Ôi hôm nay trời nắng đẹp quá cả nhà ơi. Bốn bên là đồi núi hết ha, rất là đẹp luôn. Bởi vậy ai đi ngang cái con đường này rồi thì cũng khen tới tấp luôn là phải rồi. Có nhiều du khách nước ngoài đi vào cái con đường này về cũng khen quá trời luôn, nói đi du lịch ở Nha Trang bây giờ rất là khỏe. Đi về hồi xưa đi quốc lộ 1A đi về rất là mệt, nhiều khi đi cả ngày mới tới ha. Nhưng mà giờ có tuyến cao tốc này rồi thì bà con của mình đi nhanh chóng hơn rất là nhiều. Rồi sau khi qua đường hầm thì hiện tại thì mình thấy là tuyến đường là bây giờ còn hai làn đường thôi ha. Nãy là 4 làn, bây giờ là 2 làn. Bên kia cũng 2 làn luôn. Và giai đoạn tiếp sau là mình nghĩ là chắc sẽ mở rộng ra ha. Sẽ thêm một làn nữa, chắc vậy quá. Mình thấy là hai bên là đang điền nghiền đá nè. Đó. Những cái máy móc thiết bị quá trời luôn nè. Đá như là cho nổ núi, bắt đầu lấy đá nghiền ra làm lộ luôn. Những cái máy nghiền đá này cả nhà ơi. Đó. Từ một cái cục
cục núi, cục đá trên núi bắt đầu là rất là to, bắt đầu là anh cho nghiền ra nhỏ xíu luôn ha. Đó. Mà công nhận cái đường ở đây đã thì cả nhà ơi, chạy im ru luôn ha. Còn phía trước là những cái xe mà chở, chắc chở hàng từ Đà Lạt mà vô Nha Trang quá, rau củ quả rồi kia. Còn phía bên dưới thì mình thấy là những cái xe lưu rồi này kia cũng đang làm việc phía bên dưới rất là nhiều kìa. À, đây mình qua cây cầu là cây cầu Suối Hành ha, mọi người xem qua cây cầu ha. Im ru bà ru luôn ha. Đó, do cầu ở đây thì không có tàu thuyền lưu thông nên là khi mà bắt vào một cái con rạch nhỏ như vậy thì cái cầu nó cũng như bình thường thôi, chạy giống như cái mặt đường thôi, rất là đã luôn. Đây mình thấy hệ thống lan can rất là cao ha. Rồi trên lan can này có những cái đèn màu vàng vàng, cái phản quang màu vàng vàng á, thì buổi tối mình chạy cái đèn, cái đường mình sáng trưng luôn ha. Đây mình tiếp tục mình đi xuyên qua một cái ngọn núi nữa ha. Cho mọi người xem nè, bên đây người ta cho là lở núi nè. Lở núi rồi bắt đầu là cái lấy đá làm luôn rồi. Đó. Mà phía bên dưới này mọi người xem là cũng có nhà của người dân ha, nuôi trâu nuôi bò rất là nhiều. Mình thấy có chỗ nuôi cừu nữa ha, nuôi cừu mình lấy lông. Đây thì bà con của mình thì cũng trồng trọt rồi cũng chăn nuôi, mà chủ yếu là mình thấy là trồng cây lúa, rồi mình thấy có trồng xả gì đó hay là cỏ cho bò ăn nữa ta. Có trồng dừa nữa nha mọi người. Đó, dừa nhưng mà mình thấy là dừa không có tốt mấy nha, do là ở trên đây thì đất núi mà, đất đồi núi mà, đất đỏ mà, nên là trồng dừa rồi trồng chuối này kia thì không có tốt bằng ở trong miền Nam ha. Rồi tiếp tục qua một cái cầu vượt này là chắc đi vô mấy cái xã, mấy cái ấp rồi ở đây ha. Rồi ở đây cũng có lục bình nha cả nhà ơi, kìa mọi người xem nè, ở dưới hồ có lục bình kìa ha, đó đang nổi bông tím rịm luôn. Phía xa xa bên trong thì người dân của mình trồng bắp, rồi trồng xoài, nhưng còn trồng rau đó, những cái cánh đồng lúa đó cả nhà. Rồi tiếp tục có một cái bảng chỉ dẫn này cả nhà ơi. Cái này là gì đây? Cái này là cũng là cao tốc Cam Lâm Nha Trang. Đoàn Sơn Hải, đoạn đường bảo hành 10 năm. Ôi cả nhà thấy uy tín không? Làm cao tốc mà bảo hành tới 10 năm lận nha, quá dữ luôn. Ở đây là chủ yếu đồi núi nên là những cái con suối rất là nhiều. Thì mọi người phía bên dưới thì cũng làm những cái con kênh cho suối nó thoát nước rồi này kia. Quá trời quá đất luôn. Những cái công trình ở đây phải nói là chất lượng lắm cả nhà ơi. Đường bảo hành 10 năm ha. Rồi bên trong kia người ta cũng đang làm cái điện năng lượng mặt trời quá trời luôn. Ở trong miền Tây, trong miền Nam thì mình thấy ít nơi nào mà làm điện năng lượng mặt trời nhiều như vậy luôn. Ở đây thì nói là quá trời luôn. Dưới chân núi là đa số là điện mặt trời hết ha. Đây có làn rừng khẩn cấp này cả nhà ơi. Khi mình di chuyển khoảng mấy chục cây số thì bây giờ đã có một cái bảng là hết cao tốc rồi ha. Ngay tại vị trí này thì quý vị khán giả cứ chạy từ từ nữa ha. Đây là mình nhập
vô cái đường mà cái đường hai chiều. Nãy giờ mình đi đường một chiều thôi, bây giờ mình đi vô cái đường hai chiều để mà nhập vào đường 27C ha. Rồi bây giờ mình đi ra ha. Nãy đi 27B rồi bây giờ mình di chuyển qua 27C. Ngay tại đường này thì mình thấy là đắp lên xây cái đường rất là cao ha, so với cái mặt phía bên dưới, so với cái phần đất phía bên dưới. Mà công nhận đi cái chỗ mà cao tốc Nha Trang Cam Lâm đã thiệt cả nhà ơi, chạy im ru luôn nha. Không phải là mình khen hoài, nhưng mà trước giờ là mình chưa đi mấy cái tuyến cao tốc mà im như vậy hết á. Nên là mình khen, thấy nó công nhận đã thiệt. Rồi bây giờ ha, mọi người đi quẹo phải là về Nha Trang ha, còn quẹo trái là mình đi Đà Lạt ha. Từ đây là cách Đà Lạt 120 km ha. Đó, sau này là mình đi Đà Lạt cũng gần luôn ha, cứ vào đi cao tốc vô đi Đà Lạt luôn. Ok rồi, mình đang vào đường quốc lộ 27C ha. Công nhận được đã nè. Rồi mọi người xem bản đồ này ha, đây là đường cao Bá Quát à, thì mình còn cách Nha Trang 19 km nữa thôi, dự kiến là 25 phút nữa là mình sẽ tới, và cái thời gian là 1:07 buổi chiều ha. Thì cái thời gian xuất phát mình đi từ Sài Gòn mình 2 tiếng là mình tới Phan Thiết rồi đó, bắt đầu là từ Phan Thiết mình đạp thẳng ra đây luôn, không nghỉ ngơi luôn ha. Là 7 giờ là bây giờ là 5 tiếng hết ta, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 tiếng rồi ha. Ôi, hơn 6 tiếng là mình đã tới Nha Trang rồi cả nhà ơi, từ Sài Gòn đi 6 tiếng là tới Nha Trang. Nó nói là không thể tin được luôn ha. Rồi hồi xưa là đi phải mất là 10 tiếng, 10, 12 tiếng mới tới. Nhiều khi đi về là nằm cả ngày luôn ha, đi quốc lộ 1A đi xa mà phải nghỉ ngơi này kia nữa. Còn này là mình đi cao tốc nó khỏe, mình không cần nghỉ ngơi mình chạy luôn. Nhưng mà nhiều khi mình phải đựng chuẩn bị đồ ăn, nước uống này kia ha, và xăng mình phải đầy bình. Chứ không thôi là mình chạy một mạch như vậy là mình không có đủ nhiên liệu ha. Rồi bây giờ mình đi cái đường Cao Bá Quát khoảng 6 cây, khoảng 7 cây nữa là mình sẽ đi vào đường quốc lộ 27C, là đường Võ Nguyên Giáp ha. Mọi người xem nè, quốc lộ 1A nữa ha. Đó, quốc lộ 1A là 6 km nữa là tới quốc lộ 1A. Phải nói là quốc lộ 1A trải dài từ Hà Nội mà đi tới Cà Mau luôn, đi đâu cũng ra quốc lộ 1A. Rồi bây giờ mình chuẩn bị tới quốc lộ 27C ha, ngay nút giao 27C nè. Đây thì mình thấy nhà dân cũng còn thưa thớt lắm vậy ơi, quán ăn này kia thì cũng ít. Đồi núi à, nhìn đâu cũng thấy núi, qua núi là tới biển ha. Rồi đây là nút giao phía trước mặt, đây là 27C. Rồi, ngay đèn xe đèn đỏ ha, có một cái bảng chỉ dẫn, cái hàng giả cứ chạy đường này từ từ ha. Biển báo cho chạy nhiêu thì mình chạy nhiêu thôi nha. Rồi ngay tại vị trí này thì sẽ có một cái bảng chỉ dẫn, đi thẳng là đi Nha Trang 14 cây số, Ninh Hòa là 44 cây, rồi Cam Đức là 28 km ha. Rồi từ đây là mình cứ chạy một mạch thôi là mình tới Nha Trang cả nhà ơi. Đó thì mình làm video phải nói là cũng rất là dài rồi, bây giờ chỉ còn chạy thẳng thôi là tới Nha Trang khoảng 20 cây số nữa thôi. Thì cũng hy vọng là mình video mình review chi tiết như vậy thì sẽ giúp cho mọi người có thêm một cái thông tin về tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết nè, rồi tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, rồi tuyến cao tốc Dầu Nha Trang Cam Lâm ha.
đi đường đã lắm cả nhà ơi. Nếu mà có dịp đi Nha Trang thì mọi người thử trải nghiệm đi cao tốc này ha, nói là xuất sắc luôn. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của mình hôm nay nha. Chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và vạn dặm bình an ha. Do là bây giờ mình tìm chỗ nghỉ ngơi, tìm chỗ mà mình ăn, do là mình đi từ 7 giờ mà tới bây giờ là gần 1 giờ rồi, mình chưa có ăn này hết, nên là mình tìm chỗ ăn cả nhà ơi. Rồi bye bye cả nhà nha, hẹn cả nhà một video tiếp theo ha. Nếu mà có dịp đi những cái tuyến đường mới, những cái tuyến đường cao tốc mà mới trước giờ mình chưa có đi, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tiếp tục ha. Bye bye cả nhà nha.